Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tarot của Uy. Và mình rất biết ơn các bạn vì đã chọn xem video của mình giữa hàng ngàn video ở ngoài kia. Hôm nay thì cũng đã vào đầu tháng 8 rồi, cho nên là Uy lại mang đến cho các bạn một trải bài về chủ đề tổng quan năng lượng của tháng 8, để xem là trong tháng 8 này sẽ có những diễn biến gì, hay là những câu chuyện gì, những dòng năng lượng gì sẽ đến với các bạn ha. Ở đây thì Huy cũng đã có 3 tụ bài cho các bạn chọn tụ với 3 bạn tinh thể ha. Đầu tiên là một bạn tinh thể Tumble với cái màu để Huy Orange Calcite, một màu vàng cam. Đây là dòng tinh thể Calcite. Và tụ 2 là một bạn cũng là Tumble nhưng mà là tinh thể Larima. Cái dòng Larima chỉ được khai thác ở một vùng biển duy nhất trên thế giới này thôi đó các bạn. Và các bạn ấy mang cái màu của cái nước biển nơi mà các bạn ấy được khai thác luôn. Tinh thể Larima. Và tụ 3 là một bạn Phantom Amethyst màu tím. Tím hồng. Đây ha, đây là tụ 3. Rồi các bạn hãy chọn cho mình một tụ bằng cách là các bạn có thể nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, và các bạn cảm thấy là cái tụ bài nào nó hút cái ánh nhìn của các bạn nhất, hoặc là bạn tinh thể nào mà có sức hút với các bạn nhất thì các bạn hãy chọn cho mình tụ bài đó ha. Trường hợp mà bạn muốn nghe nhiều hơn một tụ thì Hà cũng hãy cứ nghe, bởi vì biết đâu ở hai tụ còn lại sẽ có thêm thông điệp mà các bạn cần. Rồi, và vì đây là trải bài theo năng lượng chung nên mình mong là các bạn hãy lắng nghe thật cởi mở và hãy chọn lọc những thông điệp mà nó phù hợp với câu chuyện của các bạn. Đừng cố gán ghép tất cả vào nếu như mà nó không đúng ha. Và tất cả các bạn tinh thể ở đây thì Huy đều có gả đi theo trên fanpage của Huy. Các bạn muốn có một bạn tinh thể phù hợp với mình thì có thể liên hệ với Huy theo đường link fanpage Huy để bên dưới phần mô tả ha. Và nếu bạn nào vẫn chưa chọn tụ xong á, thì các bạn có thể tạm dừng cái video này lại và chọn cho mình một tụ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào với các bạn tụ 1. Xin chào các bạn tụ 1, những bạn đã chọn bạn tinh thể Orange Calcite này ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trải bài hôm nay để xem tổng quan năng lượng tháng 8 của các bạn có câu chuyện gì ha. Ở đây thì Huy đã trải bài ra và Huy cảm nhận được năng lượng của các bạn tụ 1 là tháng 8 nó là một tháng mà nó sẽ bắt đầu lại nhiều thứ. Nó có hai nguồn năng lượng ở đây, các bạn vừa bắt đầu lại nhiều thứ nhưng mà cũng sẽ đạt được rất là nhiều thứ. Đầu tiên, cái mà bạn đạt được nhiều đó là thành tựu trong công việc. Nó không phải sẽ là một cái gì đó quá to lớn, nó chỉ là những cái thành tựu nho nhỏ mà các bạn đã đặt ra từng bước để các bạn hoàn thành cho cái mục tiêu lớn phía sau ấy, thì các bạn sẽ đạt được một vài cái thành tựu nhỏ ở trong tháng 8 này. Trong công việc, trong làm ăn, nhất là cái mảng nào mà các bạn có hợp tác với người khác á thì thành tựu rất là tốt nha. Nhưng mà những cái mảng nào mà bạn chỉ làm một mình á, nó cũng gọi là nó cũng ổn định, chỉ là cái thành tựu nó không tốt bằng, cái kết quả nó không tốt bằng, nó chỉ ở cái mức là ổn định và cũng được thôi, nó chỉ ở cái mức như vậy thôi. Nhưng mà cái mảng nào mà các bạn có hợp tác với người khác thì lại thu được cái thành quả, cái kết quả khá là tốt luôn. Trong công việc thì Huy thấy là nếu mà các bạn đang đi làm văn phòng công sở này kia thì trong tháng 8 này các bạn hoàn thành công việc rất là xuất sắc. Và có thể nó là một cái bước đệm, gọi là một cái viên gạch để một cái viên gạch cuối cùng, một viên gạch chủ chốt để mà có thể đưa bạn đến với cái mục tiêu xa hơn của các bạn. Trong công ty, trong công việc, rất nhiều người ngưỡng mộ các bạn trong cái khả năng tư duy, khả năng làm việc, rất nhiều người ngưỡng mộ các bạn. Bạn rất giỏi. Và
Trong tháng 8 này bạn sẽ có cơ hội truyền cái giỏi đó lại cho người khác. Nó sẽ có rất là nhiều cơ hội để các bạn truyền cái giỏi đó, rất là nhiều khả năng. Có thể là công ty sẽ cho bạn mở workshop để bạn chia sẻ về chủ đề kinh doanh, hay là chia sẻ về kinh nghiệm của các bạn, hay là cái cách thức tư duy mà các bạn vận hành, các bạn quản lý như thế nào đó. Có thể là sẽ được công ty cho các bạn mở một cái buổi workshop như vậy. Hoặc là các bạn có thể là các bạn được mời đi đâu đó để chia sẻ cơ hội, để truyền động lực chẳng hạn vậy ha. Hoặc là nếu mà nói đơn giản hơn á, nho nhỏ thôi á, thì đơn giản hơn là các bạn được có cơ hội chia sẻ với bạn bè của mình và chia sẻ về những nỗ lực mà bạn đã đạt được, những kinh nghiệm, những cái tư duy của các bạn. Và bạn bè của các bạn học được rất nhiều từ những cái tư duy đó của các bạn luôn. Nói chung là Quy thấy ở đây là trong mảng công việc thì nó khá là tốt. Nếu mà có hợp tác với người khác á, thì sẽ được đạt được thành quả tốt nè. Nếu mà làm ở cái mảng công việc văn phòng này kia thôi á, các bạn cũng có được thành tựu và cũng sẽ có được cơ hội để mà các bạn đi chia sẻ lại với những người khác để truyền động lực, để chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội ha. Và như mình đã nói lúc đầu thì tháng 8 các bạn đạt được nhiều nhưng cũng bắt đầu lại nhiều thứ. Có nghĩa là trong công việc có những cái nó sẽ chia ra rất là rõ. Có những cái mảng trong công việc bạn đạt được thành tựu nhưng nó lại có những cái gốc mà nó làm cho các bạn khá là thất vọng. Nó sẽ có hai nguồn năng lượng như vậy nó chảy vào. Đầu tiên là các bạn sẽ có những cái thành tựu các bạn đạt được. Tuy nhiên là để đạt được cái điều đó, nó sẽ có những cái nó làm cho các bạn thất vọng và nó làm cho các bạn gọi là sao ta? Làm việc thì các bạn vẫn tiếp tục làm việc nhưng mà cái tinh thần nó không còn được gọi là nó không còn được được nó bị thoái chí đi dần ấy. Cái mảng mà các bạn hợp tác á, thì Quy thấy ok. Cái người hợp tác với các bạn họ cũng rất là giỏi và họ cũng rất là sòng phẳng trong cái vấn đề về lợi nhuận, và hai bạn cũng đồng ngôn trong những cái vấn đề về tư duy chiến lược, rất là đồng ngôn để mà đồng hành với nhau. Còn những cái mảng mà các bạn làm một mình á, có những trường hợp thì các bạn sẽ ở cái mức là cũng được, nhưng có một số trường hợp thì nó cái kết quả nó xấu và các bạn bắt buộc các bạn phải làm lại từ đầu á. Nó sẽ có những cái mà bạn phải bắt đầu lại dựa trên những cái cũ như vậy. Đó là về mảng công việc của các bạn tụ một trong tháng 8 này. Còn về trong chuyện tình cảm thì ở đây Quy thấy nó cũng tương đối tốt với các bạn, hầu như nó không có quá nhiều những cái câu chuyện, những cái nguồn năng lượng tiêu cực ở đây, hầu như nó đều khá là tốt luôn ha. Bạn có thể có thất vọng với công việc, có thể u uất với bản thân, nhưng mà chuyện tình cảm thì Quy thấy là khá ổn, ổn nhất luôn á. Và trong tụ một này thì Quy thấy có nhiều cặp đôi chọn tụ một hơn là các bạn độc thân. Cái người đối phương của các bạn là cái người mà kéo các bạn lên rất là nhiều. Có thể là những cái năng lượng trong công việc làm cho các bạn thất vọng, làm cho các bạn bị u uất, nhưng mà khi mà ở bên người đó, ở bên đối phương của các bạn á, thì cái năng lượng của các bạn giống như là được sạc pin lại vậy á. Và họ kéo các bạn ra khỏi những cái suy nghĩ tiêu cực rất là nhiều luôn. Bạn cũng rất là biết ơn họ. Thế nên là cho dù có bạn có loay hoay, có cáu bẳn với công việc như nào đi chăng nữa thì khi mà ở bên họ thì bạn cũng cái năng lượng của họ làm cho các bạn phải điềm lại và phải tích cực hơn, kiểu như vậy ha. Đa số đối với một số ít các bạn độc thân thì có một cái thông điệp cho các bạn, đó là hoa sẽ nở trên đá. Đã đến lúc cái đường nhân duyên cho các bạn mở ra để các bạn gặp gỡ một vài người. Có nghĩa là Quy thấy ở đây không phải là bạn sẽ gặp người yêu liền, sẽ không tiến đến một mối quan hệ nào đó liền,
À, một mối quan hệ yêu đương liền mà là đường nhân duyên mở ra cho các bạn gặp gỡ nhiều người, cho giống như là cho các bạn mở rộng mối quan hệ ra thêm, để mà từ đó các bạn gọi là có cái tính chất mà nó bắt cầu ấy, cho các bạn đến với cái nhân duyên yêu đương thật sự với các bạn ấy, thì trong tháng 8 này sẽ mở ra một vài người như vậy. Cho nên là nếu được thì hãy kết nối, hãy mở rộng mối quan hệ của mình nhiều hơn ha. Nếu mà trường hợp mà các bạn có gặp luôn một một người nào đó thì nó cũng chỉ nằm ở cái mức tương tác đơn giản có cảm tình thôi, chứ Vi không thấy là nó đi đến cái bước xác định mối quan hệ hay là yêu đương ha. Rồi, và đó cũng là, để Vi xem còn thông điệp nào khác không, hình như là cũng khá là tương đối rồi. Và ok, và đó cũng là toàn bộ thông điệp ngày hôm nay dành cho các bạn tụ một với chủ đề tổng quan tháng 8 ha. Biết ơn các bạn đã lắng nghe trải bài và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau của Quy. Xin chào các bạn tụ hai, những bạn đã chọn bạn tinh thể Larima này ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng vào trải bài để xem là tháng 8, tổng quan năng lượng tháng 8 sẽ có câu chuyện gì với các bạn ha. Quy đã trải bài ra rồi và ở đây thì năng lượng mà Quy cảm nhận được của tụ hai á, cái năng lượng đầu tiên luôn á, nó là sự bình ổn. Tháng 8 của tụ hai là một tháng mà phải nói là nó khá là cân bằng và khá là bình ổn. Mọi nguồn lực, mọi thứ đều được duy trì ổn định đó. Có nghĩa là công việc như thế nào, tình cảm như thế nào, cái mối quan hệ ra sao, tài chính ra sao thì nó hầu như là Quy thấy nó không có biến động quá nhiều, mà hầu như nó đều được, đa số nó đều được duy trì ổn định. Có một số trường hợp duy trì ổn định và một số trường hợp nó sẽ có biến động ở chỗ là nó sẽ có thêm tin tức tốt cho các bạn đó, và nó làm cái năng lượng của bạn hai lên một chút kiểu như vậy, chứ nó không có biến động theo cái kiểu là nó sẽ đi xuống ha. Có một thông điệp về tài chính ở đây, đó chính là trong tháng 8 này các bạn đừng bung tiền ra đầu tư hay làm một cái gì hết. Lưu ý là mình không đưa tiền ra ngoài ha, mình không bung tiền ra để đầu tư, để góp vốn hay là tham gia một cái hạng mục nào đó. Nói chung là tôi thấy một cái thông điệp ở đây là bảo toàn tài chính nhất có thể và không bung tiền ra đầu tư hay làm gì hết, hay bảo toàn mọi nguồn lực tài chính nhất có thể. Đó là cái thông điệp về tài chính mạnh nhất mà Quy thấy ở đây. Và Quy còn thấy một một từ nó vừa nhảy ra ở đây nữa, đó chính là cái từ nhị dạ cả tinh. Quy không hiểu vì sao nó lại nhảy ra cái từ này nữa, có thể là có thể là các bạn rất là dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Cho nên là nếu mà các bạn bung tiền ra trong tháng 8 này thì khả năng rất cao là các bạn sẽ mất luôn cái nguồn tiền, cái khoản tiền đó. Cho nên là hãy thật tỉnh táo, nếu như tự các bạn không thể, từ các bạn biết rằng các bạn dễ bị ảnh hưởng bởi người khác á, thì hãy tìm đến một người mà họ có tư duy logic rõ ràng, lý trí, để họ giúp các bạn phân tích được cái câu chuyện mà các bạn đang vướng đó, thì nó sẽ tốt hơn cho các bạn ha. Hãy cố gắng để mình không ảnh hưởng bởi những cái lời mời đầu tư hấp dẫn, những cái bánh ngon, mà các bạn hãy tìm hiểu thật là kỹ. Nếu như tự các bạn không có thông tin thì hãy đi hỏi nhiều người. Quy xung quanh Quy cũng có rất là nhiều người bạn mà có thể họ làm ở những cái mảng công việc khác, nhưng mà trong cái tư duy về công việc, trong những cái phân tích về tài chính thì họ lại rất là giỏi và họ có thể hỗ trợ Quy được rất là nhiều. Thì chúng ta sẽ luôn có những cái người bạn mà họ có thể hỗ trợ mình ở những cái mảng như vậy. Mảng nào mình không chuyên á, thì mình nhờ đến chuyên gia mà mình hỏi thôi ha. Có thể là bạn sẽ được đưa ra một cái lời mời, một cái bánh rất là ngon, nhưng mà các bạn đưa tay ra thì các bạn chắc chắn là kiểu như là mình không có chạm tới được ấy, nó hơi ảo ảo. Cho nên là hãy cố gắng tìm hiểu thông tin nhất có thể ha.
Còn về cơ hội công việc thì tôi thấy là có một số bạn sẽ có cái cơ hội để mà có cái công việc mới. Có thể là các bạn xin việc và được apply hoặc là các bạn đổi nghề. Đây là một cái tin tức tốt nên là hãy tập trung vào việc mà bạn có thể tạo ra giá trị. Đổi nghề nó không phải là, thật ra cái việc đổi nghề đối với một số người lớn, một số phụ huynh thì có thể là nó hơi không được tốt cho lắm. Nhưng mà ở trường hợp của các bạn thì nó lại là một tin tức tốt. Bởi vì cái nghề mà các bạn sẽ đổi qua đó, mới cảm nhận được là cái nguồn tài chính nó sẽ tốt hơn, nó nhiều hơn và nó ổn định hơn, nó có xu thế tăng dần, nếu các bạn càng làm thì nó càng tăng. Còn cái nghề trước, cái công việc lúc trước của các bạn nếu như nó ở cái mức là 5, nó ổn định thì nó sẽ chỉ mãi duy trì ở cái 5 5 5 năm đó. Và nếu mà có tăng lên thì cùng lắm là 6 6 rưỡi, ví dụ như vậy. Cho nên là đây là một cái tin tức tốt trong cái mảng công việc của các bạn ha. Một số bạn thì có thể là nếu mà không đổi việc mà các bạn vẫn làm cái công việc đang có và vẫn rất là tâm huyết với công việc mà các bạn đang có, thì tôi thấy là trong tháng 8 này các bạn sẽ đạt được một mục tiêu trong công việc, chẳng hạn như là tăng lương hoặc là lên một vị trí nào đó mà các bạn mong muốn. Vì tôi thấy các bạn ở đây là thâm niên của các bạn không quá dài nhưng kiến thức và kinh nghiệm lại rất là vững. Cho nên mà cái việc mà các bạn lên vị trí mới nó chỉ là cái vấn đề thời gian, và tháng 8 này là cái thời gian điểm đó của các bạn. Có một số trường hợp thì các bạn hoàn toàn có thể tự mình có thể tự build được một sự nghiệp riêng, nhưng mà như cái thông điệp vừa nãy Quy nói thì trong tháng 8 này thì khoan, khoan hãy build, khoan hãy làm. Khoan hãy bỏ tiền ra startup, bỏ tiền ra đầu tư. Nói chung là trong tháng 8 này là đừng bung tiền ra làm một cái gì cả. Vì Quy thấy rất là nhiều lời cảnh báo ở trong cái tụ bài số 2 này về cái việc là bỏ tiền ra làm một cái gì đó ha. Rồi còn về tình cảm thì đối với các bạn mà đã có cặp đôi á thì nó khá là ổn định, nó rất là ổn định. Có thể là các bạn sẽ cùng nhau đi du lịch nè, hoặc là sẽ cùng nhau bàn tính về kế hoạch tương lai, hoặc là các bạn sẽ cùng đặt ra một cái mục tiêu nào đó của riêng hai bạn ở trong tháng 8 này ha. Ví dụ như là tháng 8 này các bạn sẽ dự tính, có nhiều cái dự tính, nhiều cái kế hoạch cho tương lai, chẳng hạn như là kết hôn hoặc là về chung về ở chung nhà với nhau, ví dụ vậy. Còn đối với các bạn còn đang độc thân á thì các bạn cần bảo vệ năng lượng của mình khỏi những người tiêu cực về tình yêu. Có những người họ những người tiêu cực về tình yêu, quy lấy một cái ví dụ như thế này cho dễ hiểu. Họ lúc trước khi mà quy còn đi làm ở văn phòng á thì quy luôn nghe những điều tiêu cực về chồng của các chị làm chung với quy, chẳng hạn như là có một chị có một cái niềm tin rất là mạnh là tất cả đàn ông đều ngoại tình, hễ cứ là đàn ông là ngoại tình, và chỉ đi gieo cái niềm tin đó của chị vào những người đồng nghiệp khác á đó. Ví dụ như vậy thì các bạn phải biết cách bảo vệ mình trước những cái nguồn năng lượng tiêu cực như vậy. Bởi vì một khi mà niềm tin bên trong của các bạn mà nó đã xác định rồi á thì nó sẽ chiến thắng cái ý thức mong muốn ở bên ngoài. Ví dụ như cái ý thức mong muốn của các bạn muốn là mình có hạnh phúc, nhưng sâu thẳm bên trong các bạn luôn tin rằng đã là đàn ông là phải ngoại tình và bạn rất khó có được hạnh phúc, thì chắc chắn là cái niềm tin bên trong đó nó sẽ chiến thắng. Và cái niềm tin bên trong đó các bạn có được thông qua nghe, thấy, nói, biết từ những người xung quanh của các bạn. Nên là hãy biết cách tự bảo vệ mình trước những cái nguồn năng lượng tiêu cực đó. Các bạn chỉ tập trung vào điều các bạn mong muốn thôi, và các bạn phát triển bản thân, các bạn xây dựng bản thân và để cho mình đạt được cái điều đó ha. Bởi vì những người tiêu cực họ đang áp câu chuyện của họ vào những câu chuyện khác thì nó không có được khách quan.
Vì sao mà lại có một cái thông điệp này cho các bạn độc thân, đó là ở đây Quy, bởi vì Quy vừa thấy đó là có thể là khả năng các bạn sẽ có gặp gỡ một người nào đó trong tháng 8 này, nhưng mà nếu như các bạn bị ảnh hưởng bởi niềm tin tiêu cực thì rất khó để mà các bạn đi đến được cái bước xa hơn với người ta á. Cho nên là đầu tiên là các bạn phải bảo vệ bản thân mình trước bởi những cái nguồn năng lượng tiêu cực như vậy ha. Không phải là họ xấu, chỉ là dưới cái lăng kính của họ, họ nhìn ra cái câu chuyện nó như vậy thôi, nhưng mà không phải tất cả mọi người đều như vậy. Và các bạn phải biết tự bảo vệ mình ha. Rồi, và đó cũng là toàn bộ thông điệp ngày hôm nay dành cho các bạn tụ hai với chủ đề tổng quan năng lượng tháng 8. Biết ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những trả bài sau của Quy. Xin chào các bạn tụ ba, những bạn đã chọn bạn Phantom Amethyst này ha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trả bài ngày hôm nay để xem là tổng quan năng lượng tháng 8 có câu chuyện gì cho các bạn ha. Đây thì lúc nãy Quy, lúc mà Quy xào bài thì có bạn thêm bạn một lá trong cái bộ này nhảy ra, Just Say Yes. Năng lượng tháng 8 của các bạn tụ ba này thì đây là cái lá mà nó nhảy ra và nó cũng là cái thông điệp cho các bạn luôn, đó là tháng 8 là thời điểm mà các bạn hãy say yes với tất cả mọi thứ. Và trong tháng 8 này bạn sẽ phải là cái người chủ động rất là nhiều trong công việc lẫn mối quan hệ tình cảm luôn. Chủ động có nghĩa là cái thời điểm mà bạn cần phải thay đổi nó đã đến rồi. Quy cảm được cái năng lượng các bạn suốt một cái thời gian qua, các bạn đã trải qua một cái chu kỳ gọi là deep healing rất là sâu á. Mà đối với vũ trụ, đối với các vị thầy tâm linh của các bạn thì đã healing rồi thì phải ứng dụng và phải thực hành. Nên là tháng 8 này sẽ có rất là nhiều cái dòng chảy nó chảy vào, mà nếu như mà các bạn không chủ động á thì nó sẽ đi trôi đi mất luôn. Chủ động ở cái việc thay đổi bản thân, chủ động ở cái việc đón nhận, chủ động ở cái việc là tự mình có kế hoạch tương lai cho mình trong công việc lẫn tình cảm. Đó là những cái mà các bạn cần phải chủ động là như vậy ha. Các bạn mờ mịt về tương lai á, thì nó sẽ nảy sinh ra rất là nhiều những cái chướng ngại trong trong tâm lý, trong nội tâm của các bạn. Chẳng hạn như nếu như các bạn không nhìn rõ bức tranh tương lai mình sẽ phải làm gì, mình có kế hoạch gì cho nó và mình cần phải đi đến đâu, ví dụ như vậy, thì các bạn sẽ rất là mờ mịt. Mà mờ mịt thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều rào cản, chẳng hạn như là sợ thất bại nè, sợ chỉ trích phê bình nè. Vì sao mình sợ thất bại? Bởi vì mình làm mình không biết là mình có thành công hay không. Và mình không biết là mình làm cái đó mình có giỏi hay không thì mình sẽ sợ bị chỉ trích phê bình. Nhưng mà khi mà các bạn đã có cái bức tranh tương lai của mình rồi á thì những cái xiềng xích đó nó sẽ tự nó phá vỡ. Và cái các bạn cần chủ động là chủ động phá vỡ những cái xiềng xích đó đó ha. Rồi đầu đầu tiên là tài chính, công việc của các bạn nè. Trái ngược lại với các bạn tụ hai là Quy vừa trả cho các bạn tụ hai, đó là nếu trong tháng 8 này mà có ai rủ rê mời mọc làm một cái gì đó thì say no. Nhưng mà riêng các bạn tụ ba này thì nếu lại rơi vào trường hợp ngược lại, đó là nếu có người đề nghị với các bạn một lời mời, một cơ hội hợp tác nào đó thì hãy say yes. Tất nhiên là bạn cũng vẫn phải tìm hiểu thông tin chứ, bởi vì đó là tiền của các bạn, đó có thể là sự nghiệp của các bạn, đó có thể là mối quan hệ quan trọng của các bạn, cho nên tất nhiên là các bạn vẫn phải tìm hiểu thông tin. Nhưng ở đây Quy thấy nó là một nguồn năng lượng khá là tích cực, khá là tốt. Và Quy chỉ thấy hai chữ say yes ở đây thôi. Và cũng bởi vì cái người này là người mà các vị thầy tâm linh của các bạn gửi đến cho các bạn. Họ là một cái người mà đưa ra lời mời với các bạn. Họ là một người có tư duy chiến lược rất là tốt, có kinh nghiệm dày dặn. Họ khá là giỏi trong cái mảng mà họ đưa ra lời mời hợp tác đó rồi. Và phải nói là có nhiều người muốn làm chung với họ, có nhiều người muốn hợp tác với họ, nhưng họ nhìn thấy ở bạn được một cái điểm nào đó mà họ thấy là phù hợp. Cho nên là họ chọn các bạn, họ chọn đưa ra lời mời với các bạn. Cho nên là hãy say yes ha. Thế nên là
vì họ là người giỏi rồi, cho nên là ở phía các bạn á, nó không chỉ đơn giản là chủ động say yes không, mà còn phải chủ động nhúng mình vào để cho các bạn học được từ cái người kia, tìm hiểu, học hỏi, vận dụng, thực hành tất tần tật mọi thứ các bạn cần phải nhúng mình vào. Người ta gọi là giờ bay đó các bạn, có nghĩa là có một cái thuật ngữ dùng để nói về những người mà cái mức kinh nghiệm nó như thế nào á. Thì ví dụ như phi công cần 10.000 giờ bay, thì cái thuật ngữ cái giờ bay đó là cái mà để chỉ cho mình cái việc mình nhúng mình vào để mà mình có giờ bay, để mà mình có kinh nghiệm, mình thực chiến, quan trọng nhất là thực chiến. Và cái người này đã mang cái cơ hội thực chiến đó đến với các bạn, cho nên hãy nhúng mình vào, hãy say yes và hãy nhúng mình vào tất cả mọi mảng luôn, mọi mảng trong cái công việc đó đó ha. Còn nếu như ở cái trường hợp mà không ai đưa ra lời mời mà tự các bạn có hoạch định, có plan riêng, thì hãy chủ động triển nó, sẽ không ai làm cái điều đó cho các bạn, mà vũ trụ sẽ bắt các bạn phải chủ động làm. Vì quy thấy cái dự định này nó nằm ở trong đầu các bạn nó cũng khá là lâu rồi, và nó chỉ ở dự định thôi. Và bạn cũng là một người có tư duy chiến lược riêng, cũng đã vấp ngã kha khá, và bây giờ là thời điểm mà để bạn chủ động đứng lên. Vì hơn hết nữa, một cái rất là quan trọng đó là những cái ý tưởng có thể trước đây các bạn bí lối, nhưng mà trong tháng 8 này thì những cái ý tưởng mà để các bạn thực hiện á, nó sẽ ồ ạt, nó chảy về, cho nên là phải biết cách nắm bắt, phải phải chủ động làm. Nếu như mà trong tháng 8 này mà các bạn không làm nữa thì những cái ý tưởng đó nó theo cái nguồn năng lượng tháng 8 nó trôi đi hết rồi, thì sau đó các bạn lại tiếp tục bí lối, các bạn lại sẽ không làm được nữa ha. Nên là có những cái cơ hội nó đến là mình phải biết nắm bắt, chính là như vậy. Rồi, và đó là về công việc, tài chính. Còn về chuyện tình cảm, Quy thấy có một câu ở đây đó là nếu muốn có người yêu thì hãy chủ động đi tìm, dù là gái hay trai. Bây giờ thì không còn cái trường hợp là con gái thì phải ngồi im, là con trai thì phải chủ động nữa. Quy thấy có những câu chuyện các bạn nữ chủ động và các bạn thành đôi, và câu chuyện của các bạn cũng vẫn rất là đẹp, chứ không có gì hết, không có gì tiêu cực hết. Trường hợp của các bạn tụi ba bây giờ nó không còn là ngồi im tình yêu sẽ đến nữa rồi, mà các bạn phải chủ động. Chủ động ở đây có nghĩa là chủ động mở rộng mối quan hệ, chủ động nói ra mong muốn của mình với bạn bè, thì họ mới biết cách để mà họ bắt cầu cho các bạn đến với cái mối quan hệ mà các bạn mong muốn ấy. Hoặc là chủ động chuẩn bị cho bản thân để yêu một người như thế nào, chuẩn bị cái nền tảng tốt cho bản thân, sẵn sàng chưa hay như thế nào, đó là cái mà các bạn chủ động đó. Chứ không phải là nếu là nữ thì chủ động tặng hoa, chủ động thả thính tặng quà hay như thế nào, mấy cái đó nó chỉ là phụ thôi. Mà chủ động mở rộng mối quan hệ nè, chủ động nói ra cái mong muốn của mình, và chủ động để cho bản thân mình có nền tảng để yêu một người đúng cách như thế nào ha. Quy thấy là năng lượng tình cảm trong tháng 8 này của các bạn tụ ba khá là mạnh, và cái sự thu hút người khác giới của các bạn á, nó cũng khá là mạnh. Cho nên là nó chỉ cái lá này là cái lá cuối cùng mà nó rớt ra, đó là lá just say yes á các bạn. Hãy say yes với tất cả mọi thứ, lẫn công việc, tài chính và tình cảm ha. Và đây cũng là thời tháng 8 là thời điểm để hành động. Nếu mà không hành động thì cái năng lượng, cái ý tưởng này kia nó trôi đi qua hết, là các bạn sẽ bí rối trở lại. Để Quy xem còn thông điệp nào không. Quy thấy là cũng khá là tương đối đối với các bạn tụ ba trong trong tháng 8 này rồi ha. Rồi, và đó cũng là toàn bộ thông điệp ngày hôm nay dành cho các bạn tụ ba. Quy biết ơn các bạn đã lắng nghe trải bài, và hẹn gặp lại các bạn trong những trải bài sau của Quy.